chiếc mặt nạ lớn nhất, cây trụ thần cao nhất, hệ thống tế lễ đồ sộ nhất, có lịch sử mơ hồ và cô tịch nhất. Đó là những mỹ từ được dùng khi nhắc đến Tam Tinh Đôi. Chứng tích văn hóa đảo loạn lịch sử Trung Quốc. Vào năm 1929, di chỉ Tam Tinh Đôi lần đầu tiên được phát hiện, nhưng mãi đến 60 năm sau, khi hàng loạt đồ cổ quý giá được khai quật, thì di chỉ này mới tạo nên sự bùng nổ thông tin đã kích mạnh mẽ vào giới nghiên cứu lịch sử Trung Quốc, tựa như sau giấc ngủ ngàn năm bỗng tỉnh dậy và gây chấn động thế giới. Cái tên Tam Tinh Đôi bắt đầu từ một truyền thuyết kể rằng chính Ngọc Hoàng Thượng Đế đã rải ba nắm đất từ trên trời xuống, rơi đúng vào bên bờ Tiên Giang ở thành phố Quảng Hán, Tứ Xuyên, Trung Quốc, hình thành nên ba gò đất. Vị trí ba gò đất nổi bật trên vùng đồng bằng rộng lớn, cái tên Tam Tinh Đôi vì thế mà ra đời. Ly kỳ hơn, Tam Tinh Đôi nằm cạnh Vịnh Nguyệt Lượng, hình thành nên vị thế Tam Tinh Bạn Nguyệt, tức là ba ngôi sao vây lấy mặt trăng. Người phát hiện ra đồ cổ ở Tam Tinh Đôi là hai cha con nông dân tên là Yến Đạo Thành và Yến Thanh Bảo. Khi đó, hai cha con đang chuẩn bị đào một mương nước gần nhà để thuận lợi cho việc tưới tiêu. Đang đào thì lưỡi cuốc vung phải đá choang choang, tiếp tục đào thì phát hiện được hơn 300 mảnh ngọc. Họ lẳng lặng đem số ngọc này đi bán, xem như của trời cho, cũng không tiết lộ nguồn gốc các mảnh ngọc vì sợ gặp chuyện phiền phức. Thế nhưng, từ khi giữ những mảnh ngọc trong nhà, cơ thể ông Yến thường thấy rất khó chịu. Điều này khiến ông có chút lo lắng. Khi đó, một người mua ngọc tên là David Rakitram. Ông là một tu sĩ Anh Quốc vô cùng hứng thú với văn hóa phương Đông, nên chẳng mấy khó khăn để nhận ra sự kỳ lạ của những món đồ cổ này. Thông qua giám định đã phát hiện giá trị to lớn của những mảnh ngọc cổ. Di chỉ Tam Tinh Đôi bắt đầu được khai quật. Năm 2020, sự đồ sộ và độc đáo về dữ liệu khảo cổ đã khiến các nhà khoa học thống nhất ý kiến gọi tên nó là văn hóa Tam Tinh Đôi. Nhưng tại sao Tam Tinh Đôi lại gây chấn động mạnh đến như thế? Giáo sư Tôn Hoa của Đại học Bắc Kinh đã trả lời như sau. Chúng tôi vốn đã quen nhìn thấy mấy bộ chân vải ở đất Trung Nguyên. Vậy mà khi phát hiện ra Tam Tinh Đôi, tôi thấy nó kỳ lạ lắm. Chúng tôi đã bị sốc, cảm giác trước nay chưa từng thấy. Thông qua khảo sát, một số nhà khoa học cho rằng Tam Tinh Đôi là tàn tích của nền văn minh cổ đại từ khoảng 3.100 đến 4.800 năm trước. Nước thuộc bí ẩn thời cổ đại. Văn hóa Tam Tinh Đôi được nhiều nhà nghiên cứu cho rằng nó thuộc về nước thuộc cổ đại. Đó là một quốc gia vô cùng cổ xưa, vô cùng phồn thịnh, tồn tại hơn 1.000 năm và đã biến mất một cách bí ẩn. Nước thuộc cổ đại có quân chủ đời thứ nhất là Tàm Tùng. Trong Hoa Dương Quốc Chí mô tả, có thuộc hầu Tàm Tùng, hắn mắt dọc vị vua đầu tiên. Vậy thì liệu chiếc mặt nạ đồng thau khổng lồ này phải chăng là hình tượng mô phỏng quân chủ nước thuộc cổ Tàm Tùng với đôi mắt có trụ cầu lồi? Quân chủ đời thứ ba của nước thuộc cổ đại là Ngư Phù. Ngư là cá, còn phù chính là một loài chim sống ở khu vực sông nước. Điều này ngẫu nhiên lại trùng khớp với các biểu tượng được khắc trên cây kim trượng. Đây là chiếc quyền trượng bằng vàng cao 1,43m, nặng 463g. Bên trên khắc hình mặt người, tiếp đến là mũi tên xuyên qua hình chim điểu. Cuối mũi tên là một con cá. Chiếc quyền trượng này phải chăng chính là vật biểu tượng của Ngư Phù? Vĩ tuyến chết chóc 30 độ Bắc. Chưa dừng lại ở đó, sự biến mất của nền văn hóa Tam Tinh Đôi lại càng kỳ bí hơn khi nó nằm trên vĩ tuyến 30 độ Bắc.
Đây cũng chính là vĩ độ chết chóc, bởi nó là vĩ độ của Đại Kim Tự Tháp Ai Cập, Tam Giác Quỷ Bermuda và thành cổ nền văn minh Maya, vân vân. Điều này càng củng cố hơn cho giả thuyết về một nền văn minh tiền sử đã bị diệt vong và biến mất khỏi dòng chảy lịch sử. Nhưng thuận theo tiến trình nhân loại đang đi đến hồi cuối, nó lại một lần nữa tái hiện ở nhân gian. Sơn Hải Kinh là sự thật. 4.000 năm là một cột mốc quan trọng trong tiến trình lịch sử văn minh loài người, gắn liền với sự kiện Đại Hồng Thủy và câu chuyện Đại Vũ Trị Thủy. Tuy nhiên, thời điểm này thuộc luyện kim chưa xuất hiện ở vùng đất Trung Nguyên, tại sao Tam Tinh Đôi lại sở hữu các đồ cổ điêu khắc bằng vàng? Điều này càng củng cố hơn cho giả thuyết thứ hai, giả thuyết về nền văn minh tiền sử. Nó là các nền văn minh xuất hiện trước thời kỳ văn minh của con người chúng ta hiện nay. Những nền văn minh này có trình độ rất cao nhưng rồi lại đột ngột biến mất mà không rõ lý do. Các ghi chép về văn minh tiền sử có lẽ chúng ta chỉ có thể tìm thấy trong cuốn sách sử là Sơn Hải Kinh. Cuốn sách kỳ lạ này ban đầu được viết vào thời Đại Vũ Trị Thủy, đại khái cùng thời với nền văn minh Tam Tinh Đôi. Ghi chép ban đầu có thể là liên quan đến công tác khảo sát địa hình của Đại Vũ. Dưới đây là một số cổ vật của Tam Tinh Đôi trùng khớp với mô tả trong Sơn Hải Kinh. Bức tượng Đồng Thâu Đại Lập Nhân. Bức tượng này có diện mạo và tỷ lệ thân hình rất khác với nền văn minh Trung Hoa. Tượng khoác một chiếc áo choàng dài, đi chân trần và đứng trên một bệ cao. Chiều cao tổng thể của bức tượng là 2,62m, hình người cao 1,7m. Bức tượng được mệnh danh là vua tượng Đồng Thâu cao nhất, cổ xưa nhất và kỳ bí nhất thế giới. Liệu có phải bức tượng này là hình ảnh của Đại Vũ mà theo mô tả của Sơn Hải Kinh là một người có miệng rộng, mũi hổ, hai tai cực lớn lại có lỗ to, thân cao 9 xích, 2 thốn? Trong các di tích văn hóa được khai quật ở Tam Tinh Đôi, chúng ta có thể nhìn thấy đâu đâu cũng có bóng dáng của các loài chim. Ví dụ, cái đầu điểu bằng đồng cùng đôi chim đồng được chế tác tinh xảo. Hãy cùng chiêm ngưỡng bức tượng đồng này, mọi người có thấy điều gì đặc biệt không? Vâng, đó là mặt người, thân chim. Đây rất có thể là thần mùa xuân Câu Mang. Trong Sơn Hải Kinh, Hải Ngoại Đông Kinh có viết như thế này: thần Câu Mang ở phương Đông, thân chim mặt người, cưỡi trên hai con rồng. Câu Mang được cho là vị thần phụ tá của Phục Hy, chủ quản mùa xuân, thân mặc áo màu xanh lục với đôi cánh trên lưng. Nếu cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì có thể sự giống nhau kỳ lạ giữa trụ thần bằng đồng này và cây thần được miêu tả trong Sơn Hải Kinh có thể khiến mọi người phải suy nghĩ lại. Cây thần cao 4m, có 9 cành, cành đầu rủ xuống uốn cong hình cung. Trên đỉnh cung là một con chim đang ngẩng cao đầu, sải cánh chuẩn bị bay. Đây chẳng phải là cây phù tan huyền thoại sao? Sơn Hải Kinh, Hải Ngoại Đông Kinh có ghi chép như thế này: dưới có suối Than Cốc, trên Than Cốc có cây phù tan, 10 mặt trời tắm ở đây. Phía bắc nước Hắc Sĩ có một cây to sống dưới nước, 9 mặt trời núp dưới cành cây, 1 mặt trời ở trên cành cây. Những chú chim và mặt trời thì liên quan gì đến nhau? Hoài Nam Tử khi ghi chép về truyền thuyết hậu nghệ bắn mặt trời đã giải thích rõ: 10 mặt trời này chính là 10 vị chim thần, mỗi ngày luân phiên chiếu sáng nhân gian. Về sau do gây tai họa mà bị hậu nghệ bắn hạ, chỉ còn sót lại một. Ngoài Câu Mang và cây phù tan, một số chuyên gia cho rằng người Thục Cổ còn sùng bái thần thú Trúc Long. Trong Tam Hải Kinh ghi rằng thần Trúc Long thân dài vạn lý, mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm, thở ra là mùa hạ, hít vào là mùa đông. Hình dạng Trúc Long được mô tả là mặt người thân rắn, mắt dựng đứng.
Và đây là bức tượng mặt người thân trắng ở tam tinh đôi, không phải một mà là nhiều. Nó có thể khiến bạn giật mình, sửng sốt. Như vậy, nếu những câu chuyện cổ trong Sơn Hải Kinh đều là do người xưa tưởng tượng ra, thì làm sao họ biết được thần Câu Mang, cây Phù Tang và thần Chúc Long này đã tồn tại vào thời Thượng Cổ, khi mà thậm chí nhiều sổ sách liên quan cũng không có ghi chép về nước Thục cổ đại. Mở rộng tầm nhìn hơn một chút, chúng ta sẽ phát hiện rằng trái đất này vẫn là nơi ẩn nấp của rất nhiều loài động vật kỳ dị. Ví dụ, Đông Sơn Kinh ghi lại một loại thú gọi là cửu dư, mô tả như sau: có loài thú dạng nó như con thỏ mà mỏ chim, mắt cú mèo mà đuôi rắn, thấy người thì ngủ, tên là cửu dư. Tiếng nó tự kêu tên mình, thấy thì châu chấu hại mùa. Loài vật này giống với loài armadillo châu Mỹ một cách đáng ngạc nhiên. Về hình dạng là rất trùng khớp, mà ngay cả thói quen cuộn tròn khi chạm trán kẻ thù cũng phù hợp với chi tiết gặp người thì ngủ. Và vẫn còn nhiều ví dụ thực tế giống một cách đáng kinh ngạc với những mô tả trong Sơn Hải Kinh như Văn Diêu Ngư và Bạn Ngư này. Điều này chứng tỏ rằng Sơn Hải Kinh không phải là một cuốn sách huyền hoặc kỳ quái do người xưa tưởng tượng ra, mà là một cuốn sách có thật về lịch sử cổ đại. Nói cách khác, nếu người xưa có thể có trí tưởng tượng phong phú và chi tiết đến như vậy, thì họ cũng không phải là những người có trí tuệ thấp kém. Quái thú cổ đại đột nhiên biến mất. Khi đọc qua Sơn Hải Kinh, đây là câu hỏi được đặt ra nhiều nhất. Nếu những thần thú và quái thú đó là có thật, vậy thì chúng đã đi đâu? Tại sao con người không nhìn thấy? Để đi tìm câu trả lời, chúng ta hãy cùng hướng về lịch sử Thượng Cổ Trung Hoa. Đó là thời Thiếu Hạo Đế chuyển tiếp qua Truyền Húc Đế. Vào thời kỳ này, tộc người Cửu Lê, con cháu của Sivu, vốn có năng lực câu thông trực tiếp với thần. Người nam xưng Hịch, người nữ xưng Vu. Nhưng cuối thời Thiếu Hạo, đạo đức tộc Cửu Lê bại hoại, khiến người và thần lẫn lộn. Con người không còn kính thần, gây đảo lộn trật tự, xóa bỏ chuẩn tắc nhân gian ngũ cốc không sinh, tai họa không ngừng. Trước tình cảnh này, Chuyên Húc tiếp nối vị trí đế vương, buộc phải thực thi việc tuyệt địa thiên thông, khiến người và thần cách xa nhau. Xã hội bước vào thời đại nhân văn, thần sẽ giáo hóa con người thông qua các phương thức ẩn tàng hơn, năng lực của con người từ đó cũng bắt đầu suy giảm. Theo suy đoán của chúng tôi, những vị thần còn giữ được phẩm chất thì trở về vị trí của mình, biến mất khỏi tầm mắt con người, nhưng vẫn bảo trợ những người còn tính tâm và đạo đức cao thượng. Còn những thần thú bại hoại thì hạ nhập thế gian tìm cách làm hại con người. Thông điệp tam tinh đôi gửi thế nhân. Vũ trụ có thành trụ, hoại diệt, con người có sinh lão, bệnh tử. Bất kỳ nền văn minh nào với trình độ và văn hóa khác nhau đều vẫn phải trải qua quá trình hưng suy và diệt vong. Thời kỳ diệt vong xảy ra gắn liền với hiện tượng đạo đức suy đồi. Về tam tinh đôi, di chỉ văn hóa này đã phần nào chiếu rọi ánh sáng vào vùng lịch sử bí ẩn mà những người tôn thờ thuyết tiến hóa sẽ không bao giờ thừa nhận. Con người là do thần tạo ra. Năng lực của con người không hề tiến hóa mà là đang suy giảm tương ứng với chuẩn mực đạo đức đang ngày càng trượt dốc. Thuận theo sự trượt dốc này, thiên tai và nhân họa sẽ không ngừng kéo đến. Chỉ có thần mới có thể giúp con người vượt qua đại kiếp nạn. Nhưng để nhận được sự cứu rỗi của thần thì đạo đức con người phải thăng hoa trở lại. Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm là bộ lịch sử biên niên không gián đoạn, ghi chép và lưu truyền cho con người rất nhiều bài học do thần truyền dạy. Tuy nhiên, vào thời điểm Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm chính quyền, dòng máu thần trong huyết mạch người dân đã bị rút cạn,
thay vào đó là chủ nghĩa đấu trời, đấu đất, phủ nhận sự tồn tại của thần, tôn thờ thuyết tiến hóa, xem vượng là tổ tiên. Do đó, sự xuất hiện của Tam Tinh Đôi là một chứng tích lịch sử đặt những bước đầu tiên thức tỉnh con người trong mê, xóa bỏ hình thái phản thiên phản địa mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thiết lập cho con người đương đại.